X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Đây là hình tượng người anh hùng, khi Tống Giang nhìn Võ Tòng dưới ánh đèn trong lần hai người hội ngộ lần đầu tại nhà của Sải Tiến. Thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt sáng bắn sao trời, lông mày cong đậm như vẽ sơn, ngực nở vai rộng, uy phong sức địch vạn người, lời nói hiên ngang, chí khí cao ngàn trượng. Hùng tâm tráng trí, như sư tử bước xuống mây lay động cả trời, gần cốt kiện cường, như tỳ khưu khi ngồi làm rung đất, như hàng ma chủ trên thiên thượng, thật là thái tuế thần trốn nhân gian. Võ Tòng say rượu đánh hổ núi Cảnh Dương, trận đánh ấy long trời lở đất, đã trừ được hại lớn cho bách tính. Chi huyện Dương Cốc thấy ông trung hậu nhân đức, liền mời ông làm đô đầu bộ binh. Cũng tại nơi này, vào một ngày nhàn nhã vô sự, Võ Tòng đi dạo trên đường thì tình cờ gặp lại anh trai mình là Võ Đại Lang. Tuy là hai anh em ruột, nhưng hai người tướng mạo khác xa nhau. Võ Đại Lang thấp lùn, cao chưa đầy 5 thước, cao khoảng gần 140 mét, mặt trông thô lậu, đầu não chỉ độn, người huyện Thanh Hà đặt cho ông một hỗn danh là Tam Thốn Đinh Cốc Thụ Bì, đinh 3 tấc đóng vào vỏ cây. Võ Tòng thân cao 8 thước, khoảng 2 mét, tướng mạo đường đường, toàn thân như chứa khí lực ngàn cân. Võ Tòng thân thiết với anh như cha vậy, Kim Thánh Thán có bình, đây là tinh khí của bậc hào kiệt, thực vượt trên người thường. Võ Tòng ở huyện ấy hay uống rượu, say rồi đánh lộn, nên thường bị báo quan. Võ Đại Lang nghe lời đi theo, thường thay Võ Tòng mà chịu khổ chịu tội. Hai anh em, Võ Đại yêu thương em như con, Võ Tòng quý anh như cha. Hai người mỗi người một tính. Đại Lang si ngốc, nhưng cực kỳ yêu thương em, nhà không còn cha, nên ông chăm sóc Võ Tòng như con, ngay Kim Thánh Thán cũng khen ngợi, đó thực là người có thiên tính. Võ Đại Lang sống ở bản quán huyện Thanh Hà, tự lấy cô vợ tên là Phan Kim Liên, gia đình thường lục đục. Hồi 120 chuyện Thủy Hử mô tả Phan Thị Dâm đãng phong tình, vụng trộm theo trai. Bọn đàn ông phóng túng hám sắc thường đến nhà Võ Đại Lang làm ồn. Võ Đại Lang là người nhu nhược, an phận thủ thường, không chịu được cảnh ấy nên chuyển nhà đưa vợ đến huyện Dương Cốc. Đại Lang đưa em trai về thăm nhà. Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là bậc anh tài, khí thế hùng tráng, chứ không như Võ Đại Lang, 3 phần người, 7 phần quỷ, trong tâm sinh niệm tà dâm, vừa gặp đã luôn miệng gọi thúc thúc 22 lần. Phan Thị tuy là chị dâu, nhưng mắt cứ dán vào Võ Tòng. Võ Tòng là người trung hậu nhân nghĩa, là người thẳng tính, cứ cúi đầu uống rượu, không thèm để ý đến cô ta. Vì lý do hiếu đễ, nên Võ Tòng phải chuyển đến ở nhà anh trai. Phan Thị đa tình phong lưu thành tính nên thường tán tỉnh Võ Tòng. Cô ta thường bảo, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng Võ Tòng là người kiên định chính trực, không để ý đến cô ta. Thấy ngôn từ mời gọi, mà vẫn bất động tâm, đây là chỗ hơn người của Võ Tòng, không tham luyến nữ sắc, ấy bậc đại trượng phu. Võ Tòng cương chính có lễ tiết, là bậc chính nhân quân tử, trong tâm vô mỹ nhân mỹ sắc, thì cái gọi là ải mỹ nhân cũng lặng lẽ tiêu tan. Sau khi Phan Thị gọi Võ Tòng tới 39 lần, thúc thúc, đột nhiên lại gọi là anh, bày trăm cách mời dụ Võ Tòng cùng cạn chén. Võ Tòng cả giận, diện lộ thần uy, chộp lấy chén rượu đổ thẳng xuống đất. Chàng phẫn nộ nói, Võ nhị ta là nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải lũ chó lợn bại hoại phong tục, chôn vùi nhân luân. Chị dâu hãy dừng ngay trò vô liêm sỉ này lại. Nếu còn lả lơi, Võ nhị ta còn có thể nhận ra chị dâu, nhưng nắm đấm này nó không nhận ra đâu. Võ Tòng xưng hô Phan Thị là chị dâu, tẩu tẩu, ý để chính cho danh phận, ngăn tà niệm. Nhưng Phan Thị bị nhục mà hóa giận, vu cho Võ Tòng chọc ghẹo cô ta, rồi chửi mắng Võ Tòng. Võ Tòng chỉ im lặng, suy tư nửa ngày rồi đành rời khỏi nhà anh trai. Về sau, Võ Tòng đi công cán Đông Kinh, xa rời huyện Dương Cốc. Phan Thị lôi kéo Võ Tòng bất thành, chuyển sang gian dâm với Tây Môn Khánh, đồng thời hạ độc hại chết Võ Đại Lang. Võ Tòng từ Đông Kinh quay về nhận được tin dữ. Ông chẳng biết kêu ai, đang cơn tức giận mà ra tay hạ sát cả gian phu dâm phụ. Vẫn biết do giận dữ giết kẻ gian dâm, nhưng không làm kẻ vi phạm điều luật. Sau này lên núi Lương Sơn, chàng cũng mới 25 tuổi, hình tượng chẳng có gì thay đổi, là một thanh niên nhiệt huyết, tràn trề sức sống. Có người còn xếp hạng độ tuổi của họ, cho rằng chàng là một trong những vị hảo hán trẻ tuổi nhất. Dựa vào trình tự lên núi Lương Sơn của các vị anh hùng hào hán trong Thủy Hử, có thể thấy rằng chàng là người lên núi Lương Sơn thứ 58, cũng được coi là một trong những nhân vật cấp bô lão. Nếu tính như thế, sau khi anh lên núi Lương Sơn, lại vừa tròn là độ tuổi anh hùng kết hợp với mỹ nhân. Khi ấy, thông qua 3 lần đánh vào Trúc Gia Trang, bắt giữ thành công Hỗ Tam Nương xinh đẹp chưa xuất giá. Từ đó, trong 108 vị anh hùng hào hán trên Lương Sơn, xuất hiện 3 người phụ nữ Hỗ Tam Nương, Cố Đại Tẩu và Tôn Nhị Nương. Ngoài Hỗ Tam Nương ra, 2 người phụ nữ còn lại đều đã thành hôn. Có người nói, Hỗ Tam Nương và Võ Tòng trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Thế nhưng, cuối cùng Tống Giang lại ghép đôi Hỗ Tam Nương cho Vương Anh vừa lùn vừa háo sắc, khiến người ta khó mà lý giải được. Vậy thì tại sao Võ Tòng lại không kết duyên với Hỗ Tam Nương? Hay nói cách khác, tại sao Tống Giang lại làm như thế? trong Thủy Hử, cho dù là ngoại hình hay là võ công, Hỗ Tam Nương đều đứng thứ nhất nhì trong các nữ hào kiệt. Trong 3 lần quân Tống Giang đánh vào Trúc Gia Trang, rất nhiều bậc anh hùng hảo hán Lương Sơn, chẳng có ai là đối thủ của Hỗ Tam Nương. Sau này Vương Anh vừa lùn vừa xấu vừa háo sắc cũng từng giao đấu với nàng nhưng lại thua mất hết mặt mũi. Nàng chỉ chịu khuất phục trước báo tử đầu Lâm Xung. Tống Giang dùng mưu kế thu phục được Trúc Gia Trang, bắt giữ thành công nàng. Khi ấy, thấy võ thuật nàng vô cùng cao cường, Tống Giang nảy sinh lòng thương xót muốn thu nạp nàng để nàng gia nhập đội quân Lương Sơn. Do đã nhà tan cửa nát, người thân chẳng còn, con gái một thân một mình lại đi tới bước đường cùng nên nàng vẫn lên Lương Sơn. Thái độ của Tống Giang dành cho nàng vô cùng tôn kính, để nàng làm em gái của mình. Sau khi trở thành một vị mãnh tướng trên Lương Sơn, nàng vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Vị hôn phu của nàng trong cuộc đối chọi với các hảo hán Lương Sơn đã bị đánh chết, bản thân vì thế mà trở thành người độc thân. Trong 3 vị nữ nhi trên Lương Sơn, tính cách của nàng vô cùng đặc biệt, vừa hào sảng vừa đanh đá nhưng vẫn còn tốt hơn Cố Đại Tẩu và Tôn Nhị Nương, là một cô gái vô cùng kiên cường và chính trực. Hai người kia thì lại hoàn toàn khác, Tôn Nhị Nương có lịch sử đen là dùng thịt người làm nhân bánh bao, Cố Đại Tẩu thì cũng hơi toan tính, là một nhân vật không thể coi thường. Hỗ Tam Nương vừa mới lên Lương Sơn, Vương Anh vô cùng háo sắc đã bắt đầu tấn công, tỏ ra sẽ không lấy ai ngoài Hỗ Tam Nương. Để đạt được mục đích, Vương Anh lén lút nói chuyện với Tống Giang, mong Tống Giang có thể bắt cầu làm mối cho mình, để Hỗ Tam Nương không thể đưa ra lý do từ chối, cho dù là phục tùng mệnh lệnh cũng phải gả cho hắn. Hiển nhiên, chiêu này của Vương Anh đã linh nghiệm. Dưới sự giúp đỡ của Tống Giang, Hỗ Tam Nương cực kỳ không bằng lòng nhưng vẫn phải gả cho hắn. Nhìn các vị anh hùng hảo hán trên Lương Sơn, có rất nhiều người cao lớn uy mãnh, anh tuấn phong độ. Võ Tòng là một trong số đó, cao lớn cường tráng lại vô cùng anh tuấn, là một soái ca điển hình nhưng lại không có duyên với Hỗ Tam Nương. Vậy rồi lại quá hời cho tên Vương Anh vừa lùn vừa xấu vừa háo sắc kia. Vậy rốt cuộc tại sao Tống Giang lại làm như thế? Võ Tòng cũng từng nhận Tống Giang làm anh trai, tôn kính Tống Giang như người anh ruột Võ Đại Lang của mình. Trong chuyện, Tống Giang để Hỗ Tam Nương gả cho Vương Anh, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là Tống Giang với Vương Anh có ân tình cá nhân, quan hệ khá tốt. Thứ hai là như thế thì có thể làm yên lòng Vương Anh, cũng có thể giữ chặt được Hỗ Tam Nương ở lại Lương Sơn vì chồng hoặc vì con, có thể nghe theo sắp xếp của Tống Giang bất cứ lúc nào, giúp Lương Sơn lăn lộn trong thiên hạ. Đây có thể gọi là kế một mũi tên trúng 2 con nhạn. Việc Tống Giang và Vương Anh quen nhau hoàn toàn là sự tình cờ. Có một lần, Tống Giang đi ngang qua Thanh Phong trại nơi mà Vương Anh chiếm cứ, do đám lâu la trong trại không biết ông, cho rằng ông là thám tử do quan binh phái tới nên bắt trói ông lại, đưa về trình lên trước mặt Vương Anh. Sau khi thấy Tống Giang, Vương Anh thể hiện những chiêu trò hăm dọa được coi là sở trường của hắn, nói rằng muốn giết chết Tống Giang và lấy tim gan của ông làm mồi nhắm rượu. Tống Giang tưởng rằng mình sắp chết thật rồi cũng vô cùng lo lắng. Ngay trước khi chết, vội vã giới thiệu thân phận của mình với hắn. Tuy đám Vương Anh là thổ phỉ có tiếng trong vùng nhưng làm người lại khá trượng nghĩa. Đúng lúc nghe thấy là cập thời vụ Tống Giang, trong lòng lập tức run rẩy, không hề nghĩ ngợi nhiều, Vương Anh chủ động cởi trói giúp Tống Giang, đồng thời đồng ý đi theo Tống Giang cùng nhau xông pha trốn giang hồ. Từ đó, hai người lập nên một mối quan hệ thân thiết, là điều mà đám Võ Tòng không thể làm được. Ngoài ra, khi lôi kéo Vương Anh, Tống Giang đã từng đảm bảo với hắn rằng nhất định sẽ lấy cho hắn một cô vợ. Thế nên Tống Giang đem Hỗ Tam Nương gả cho hắn là chuyện hợp tình hợp lý. Làm yên lòng Vương Anh, giữ chặt được Hỗ Tam Nương, hai chuyện này kết hợp lại quả thực là chuyện vô cùng hoàn hảo. Tống Giang nghĩ, chỉ có Vương Anh háo sắc mới đem lòng thích Hỗ Tam Nương, còn những vị anh hùng hảo hán kia thì khác. Ví dụ như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ rất có khả năng trở thành trụ cột thứ 3 của Lương Sơn cùng với đám Lư Tuấn Nghĩa. Tuy họ uy phong lẫm liệt nhưng lại không hiểu tình cảm nam nữ, cũng không coi nữ nhi là vị trí số 1. Đầu tiên là Lý Quỳ, quan hệ cá nhân của hắn với Tống Giang có thể coi là tốt nhất nhưng lại cực kỳ lỗ mãng, chỉ là cho dù có chết cũng vẫn mù quáng chạy theo. Lư Tuấn Nghĩa tuy uy dũng nhưng ông lại là người đã có gia thất, hơn nữa lại không có hứng thú với chuyện nữ nhi, luôn đặt công việc ở vị trí hàng đầu. Từ đó có thể thấy, Vương Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì còn Võ Tòng trẻ trung tuấn tú thì sao? Tại sao lại không thể làm chồng của Hỗ Tam Nương xinh đẹp được? Trong rất nhiều vị anh hùng hảo hán Lương Sơn, ngoài Lý Quỳ đánh chết hổ vì mẹ hay Lý Trung đánh hổ ra thì Võ Tòng cũng là một trong những tướng đánh hổ hiếm có. Chàng có tướng mạo anh tuấn, uy phong, lại là chàng trai trẻ trung ở độ tuổi 25, là một trong những vị mãnh tướng trẻ nhất trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Trên núi Lương Sơn, chàng cũng có những mối quan hệ nhất định, dựa vào tinh thần chân chất, ngay thẳng, dũng cảm, lại có tư tưởng độc lập nên chàng đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng trong Lương Sơn. Chính cái gọi là mỹ nhân phối với anh hùng, trai tài gái sắc càng thích hợp hơn. Khi ấy, cả Hỗ Tam Nương và Võ Tòng đều còn độc thân nhưng Tống Giang lại không chọn Võ Tòng mà lại chọn Vương Anh, khiến mọi người không khỏi tiếc nuối cho Hỗ Tam Nương và Võ Tòng. Có người còn nói hôn sự này chẳng khác gì như bông hoa lại cắm bãi phân châu, tất cả đều quá hời cho Vương Anh. Việc Tống Giang không để Hỗ Tam Nương lấy Võ Tòng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Võ Tòng đã từng ở Lầu Uyên Ương đại khai sát giới, còn xuống tay với chị dâu của mình là Phan Kim Liên. Thế nên Tống Giang từ lâu đã nhìn ra, Võ Tòng không hề bị cám dỗ bởi nữ sắc. Hơn nữa Võ Tòng cũng rất có khả năng là sẽ không chú trọng tầm quan trọng của gia đình, chỉ quan tâm tình huynh đệ và đánh giết. Thứ hai là Tống Giang không hề ỷ lại vào Võ Tòng cho lắm. Võ Tòng là người có tư tưởng độc lập, hơn nữa lại cực lực phản đối Chiêu An. Khi Tống Giang chấp nhận Chiêu An, chàng và những người khác đã lén bỏ đi, là một trong ba người duy nhất còn sống sót. Thế nên, khi phân chia xong vật tư và tài sản, người mà Tống Giang nghĩ tới đầu tiên chắc chắn không phải là chàng, nếu không thì đồ tặng đi cũng coi như là công cốc, nếu như thế thì thà dùng để mua chuộc lòng người còn hơn. Sau này sự việc đã chứng minh, Vương Anh đã hết lòng hết dạ phục tùng quy thuận theo Tống Giang. X51 Story luận bàn, Tống Giang không để Hỗ Tam Nương gả cho Võ Tòng. Thứ nhất là vì cân nhắc tới lợi ích của mình, thứ hai là đã nhận ra Võ Tòng không màng chuyện gia đình, vậy nên không thể tác thành cho họ được. Còn Vương Anh thì lại khác, tuy ngoại hình hắn xấu xí, lại là kẻ lùn nhất trong đám hảo hán, nhưng do hắn háo sắc nên hắn vô cùng yêu mến Hỗ Tam Nương. Sau khi thành thân, hai người cũng coi như là cặp vợ chồng gương mẫu của Lương Sơn, tuy bình thường hay cãi cọ nhưng đứng trước thị phi không hề xuất hiện quá nhiều sự chia tách. Từ điều kiện khi ấy cho thấy, Hỗ Tam Nương là người không lo không lấy được chồng, nhưng nếu gặp được một người yêu mình như thế, nàng vẫn lựa chọn việc cúi đầu trước số phận, lấy một kẻ tướng mạo và võ nghệ chẳng ra sao, cũng không phải là một chuyện quá thê thảm. Nói tóm lại, Hỗ Tam Nương gả cho Vương Anh đối với hảo hán Lương Sơn mà nói thì đều là chuyện tốt chứ không hề có hại. Nhưng bắt Hỗ Tam Nương sánh đôi với Vương Anh, còn bi thảm hơn cả Phan Kim Liên gả cho Võ Đại Lang, thật có thể gọi là một bông hoa lài cắm bãi phân châu. Tống Giang vì để mua sự thần phục cả đời của Vương Anh, đã không tiếc hủy đi hạnh phúc một đời của Hỗ Tam Nương. Vậy mà việc hủy đi hạnh phúc thanh xuân của một hồng nhan như thế lại giành được lời khen, có đức có nghĩa, từ mọi người. Cả ngày phải đối mặt với kẻ thù giết cha là Lý Quỳ, ngày ngày đi theo oai cước hổ Vương Anh, đôi khi còn phải theo đại quân Lương Sơn chinh phạt khắp nơi. Tâm trạng của Hỗ Tam Nương thế nào, chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được, thử hỏi trên đời còn có ai đáng thương và bi thảm hơn Hỗ Tam Nương đây. Điều đáng được an ủi duy nhất chính là, oai cước hổ Vương Anh này thương yêu nàng như bảo vật, mọi chuyện đều nghe theo nàng. Hỗ Tam Nương trên lưng mang mối huyết hải thâm thù, tuy bất bình trong lòng, nhưng từ nhỏ nàng đã học được tam tòng tư đức, hiểu được đạo lý, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, sau khi xuất giá trước sau vẫn giữ trọn phụ đạo, không có làm chuyện hồng hạnh vượt rào giống như Phan Kim Liên. Sau khi anh hùng Lương Sơn nhận Chiêu An của triều đình Nam Chinh Phương Lạp, lúc này Lương Sơn đã trở thành tiên phong trong việc chinh phạt Phương Lạp của triều đình, vợ chồng Hỗ Tam Nương dẫn đầu nghênh địch. Vương Anh, Hỗ Tam Nương võ nghệ không địch lại Trịnh Ma quân đại tướng của Phương Lạp biết dùng yêu pháp, kết quả hai người họ đã bỏ mạng dưới ngựa. Vợ chồng hai người không có hạnh phúc cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hỗ Tam Nương ngọc nát hương tan, đối với nàng không biết đây là cái kết bi thảm hay là một sự giải thoát. Tống Giang một đời kiêu hùng không chỉ đã hủy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của Hỗ Tam Nương, mà cũng đã hủy đi một đời vốn có thể hạnh phúc trọn vẹn của nàng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.